Chào mọi người buổi sáng. Hôm nay mình nấu canh cải chua. Dưa cải á, chú em chưa dưa cải á, cải chua. Mình mua cho cải chua sẵn này là mình nấu canh với xương. Nấu canh đó, nè xương. Nè, nêm nè. Này là ở trên đây người ta nêm cái rau này nè, các bạn, không phải như quê mình nêm hành rồi đó nè, ở dưới quê là hành, cái này là nó nêm cái này. Đó. Rồi cái này là mình thấy cá bóng ngon quá nè, cá bóng trứng không nè, trời mưa nó có nè, cái mình mua nè, mua về mình kho quẹt cá tiêu á, cái này bầu luộc chấm với cái này canh. Rồi các bạn xem cho vui nha. Rồi các bạn mình bóp cho nó ra chất chua, để chua quá nấu cũng khó ăn đó, mình bóp cho nó ra nè chua đó. Bước mình mạnh tay chút cho nó ra, mình làm dài nước đó nha, đừng có làm nước đó, nó chua mà khó ăn đó, làm vài nước mà nó bóp gì nó cái hồi mình sắc ra, bóp xong mình nhìn như này, bóp cái mình vắt nó vậy nè, nó thấy không, nó cái mình làm dài nước cho nó đánh hết chua à. Anh bóp mình. Rồi mình đổ nước lên nha. Rồi, mua sẵn ta làm vậy nè, nhiêu đây là 20.000 đó các bạn. Cũng nới quá ha. 20.000 đó. Trên đây thì đồ nó cái gì nó cũng hơi mắc hơn cái quê hết trơn á. Nè thấy không được. Anh bóp nó mình vắt nó như nè. Canh này mình sắc nó nhỏ là chút ha, mình thầm đó. Thôi mình nấu canh đó ha, mình sắc nhỏ này nè, đừng cái dài quá đó, vậy đó dễ ăn đó. Nè nhỏ nhỏ vậy nè dễ ăn, xong rồi để vô rổ này, cộng nó còn bự nè, sắc mình vắt nước trước nha, đi cho nó dễ. Nước ba nước chua không nhỏ hay nhỏ này nè, còn bự như là chua nữa nè. Tiếp tục nè, đó chút mình bóp lại nữa nha, chứ không phải mình để gì là xong nha, còn bóp lại nữa đó, chua dữ lắm. Mọi người thích ăn chua chứ ăn chua cũng bóp nước cuối cùng rồi nè các bạn. Nè, cái này bóp nước cuối nè. Xong rồi đó, hết ha. Nó chắc chua nhiều rồi đó. Mình nấu nước sôi á, mà để mình xíu muối vô á, rồi mình để thịt vô mình trụng sơ cho nó ra cái chất dơ á. Chút nó gần lên nè, nó gần lên bọt nè, chút mình để thịt vô. Vô ha. Dập vô cho nó ra có chất quá thì vô nó, để cho nó sôi lên. Này mình làm vậy thì mình ăn mình yên tâm nữa ha. Đó, để cho nó sôi lên đi ha, nó ra bọt nhiều quá máu nè. Bỏ đi nè. Rồi cái này là nó sôi lên các bạn. Nó sôi lên rồi mình vớt nó ra ha. Nè nó sôi tan bọt quá trời luôn nè. Thì mình vớt nó ra ha. Vớt nó ra mình bắt đầu mình nấu.
Bây giờ mình tắt bếp, vớt nó ra, rửa sơ. Rửa chạy xíu đi. Rồi giờ mình rửa xương ha. Rửa xương nè. Ruột gì nó sạch rồi. Rồi. Sạch các bạn. Rồi giờ mình cho cái nồi nó nóng ra. Nồi nó nóng như thế nào. Cho nồi nóng lên ha. Để dầu vô mình xào sơ cái cải á. Nước nó khô cả nồi, cái nồi nó nãy rửa nó còn nước chút xíu á, mình cho nó khô để dầu vô nó nóng cái nồi nó à, khô rồi để vô ăn vô ít thôi rồi như vậy thôi. Rồi mình để tỏi vô. Mình khử cho nó thơm cái thịt. Mình để thịt vô ha. Này. Để nó thơm cái thịt. Rồi xong mình để cái cải chua vô. Giờ mình lắc cái nồi vậy đi, không khỏi mắc làm vậy đó. Rồi. Cho nó nhờ kêu mình nha. Rồi bây giờ mình đổ nước vô ha. Mình hầm. Rồi mình đổ nước vô. Nước vô mình hầm. Rồi như vậy. Rồi đó. Giờ mình nảy nắp. Rồi mình hầm ha. Rồi chút nữa soi quay tiếp nha. Nó sôi lên rồi nè, bây giờ ha, nó sôi lên coi có bọt không á, mình vớt bọt nha. Nó sôi lên rồi đó. Canh này cũng nóng nhanh lắm. Thịt nó ngon. Nó sôi ra. Múc cá tô nè. Rồi. Yeah.